Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chào bán một chiếc xe Midway nhé. Chiếc xe này với đăng ký 2020 mới đi được có 1.000 km các bạn. Thì cái bản này thì thực sự ra nó rất là hiếm. Mở giá mới họ bây giờ giá bên nhà máy sản đề xuất là giá là vào 7-9 triệu, cả đăng ký vào tầm gần 90 triệu. Thì bên mình hiện tại mới về bên mình giá cũng rất là hợp lý các bạn nhé. Thì giá bên mình bán ra, các bạn biết là mới đăng ký 2020 bên mình bán ra là có hơn 50 triệu thôi. Nếu các bạn nào mà có thích cái hãng xe này nhá thì mời các bạn hãy qua thì chỉ 52 triệu này. Đây mình sẽ review cho một số các chi tiết về ưu điểm của xe nhé. Chiếc xe này là giá bản Midway này là cái bản là nó đắt nhất của dòng Peugeot mà hiện tại là đây phanh ABS các bạn ạ. Thì mới nó rất là đắt nhưng thực sự ra thì chủ xe mới mua lên mới thế mà lỗ tương đối nhiều. Nhưng mà thật sự là ai mà mua một chiếc xe cũ thì với số km mới đi được có 1.000 km các bạn này. Mới đi 1.000 km thì mình thấy là nó cũng tương đối là mới mà 1.000 km thật các bạn nhé. Đấy, trong cũng đi rất là vững chãi vì chiếc xe dòng Midway này nó là cạnh tranh với SH của hãng Honda, nhưng mà vì cái hãng của Piaggio nó cũng không được giữ giá bằng dòng SH. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu thực sự ra mà muốn mua chiếc Midway này mới thì cũng nên là mua một chiếc này, với mình thích cái hãng này và mua xe mới thì thực sự đó là lựa chọn rất là tốt. Và xe cũ các bạn ạ cũng tiết kiệm được, mình tính tiết kiệm được gần 40 triệu. Và gần 40 triệu một chiếc xe này đăng ký 2020 biển Hà Nội các bạn, biển đẹp. Và xe đăng mấy cái điều 1.000 cây mình thấy được, mà màu trắng đẹp nhá. Bản ABS mà mới không một vết xước nhỏ luôn. Máy rất là êm đấy các bạn, đấy, biển rất đẹp. Là xe này mình mua trực tiếp chính chủ luôn nhá. Một anh này thì anh mua cho vợ, nhưng mà vợ nó hơi cao một tí nên vợ không đi. Thế lại bán thì đổi một chiếc Vision này mới. Đây mình nổ máy các bạn. Đây là bản thân rất là nhẹ. Đây nhẹ nhá, máy nổ rất ngon. Rất là uy lực. Các bạn thấy đến đây này ga lên. Chiếc này thì nó là 125 nhá, không phải 150. Đây hai chìa khóa này, xe hai chìa khóa. Còn rất là mới, một chìa khóa chưa dùng luôn. Mà nó thiết kế rất là phù hợp với hai cái yên này, nó hõm hẳn xuống, một người ngồi sau rất là thoải mái. Đây đi chân ngồi sau. Thế thật sự là mà ai mà mua cái dòng Vespa hoặc cái dòng liên quan đến Piaggio thì thật sự là chiếc xe này nó là một lựa chọn rất là hợp lý. Có hơn 50 triệu các bạn ạ. Đây này là sổ hành, toàn bộ sổ hành thứ đầy đủ. Đây toàn bộ sổ hành hãng. Này các bạn thấy yên của nó còn trắng tinh này. Các cái nút yên của trắng tinh này các bạn. Có nghĩa là 1.000 km các bạn, không một vết xước nhỏ. Gương đầy đủ cả đôi. Đấy biển số đẹp mà xe sang tên chính chủ rất là ok. Mình là người trông chọn xe này, thực sự ra thì mình cũng rất là tâm huyết chiếc xe này. Thế bạn nào mà muốn có nhu cầu mua nhé, chỉ hơn 50 triệu thôi các bạn ạ. Bản 2020, đăng ký 2020 các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Có gì hãy ủng hộ bên xe máy Hồng Kiên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.